Trang với em Cam đi đâu mà lâu thế nhỉ? Đã bảo rủ đã đi ra máy bay cùng mà bây giờ không thấy đâu cả. Diễm ơi, tớ ở đây này. Chờ tớ với, chờ tớ với. Em ở đây này, em đến từ lâu rồi. Ngồi trên máy bay lâu rồi. Ngồi trên máy bay này, lạnh quá các cậu ơi. Ngoài thấy lạnh không? Tớ sắp sửa đóng bông rồi đây này. Nào Cam ơi, máy bay chuẩn bị bay lên rồi. Anh em mình thắt dây an toàn vào đi. Đây này, thắt xong rồi kéo cái này này. Của em thắt chưa? À, thắt rồi cơ à. Biết thắt dây an toàn rồi đấy. Thắt dây đây rồi. Em đi bao nhiêu lần rồi này. Thế cái này em đã được đi nhiều chưa? Đây, ra đây em thắt ra mà xem này. Nhìn thấy cái này chưa? Đây là tàu đấy. Ôi, tàu dài thật. Đây, ra đây anh bế em xuống không được ngã đấy. Em chọn chỗ đi, thích chọn chỗ nào cũng được. Ngồi ngoài này mà ngắm biển. Ôi, biển xanh quá. Quá thích quá. Nào, đến nơi rồi, đi nhanh lên nào. Ô, ở đây có một chiếc xe này. Xe này không biết có đi được không nhỉ? Xe này lại còn có màu đen nữa. Trông ngầu ghê. Cam lên xe đi. Thử khởi động xem chiếc xe có còn hoạt động được không. Đấy, cậu nhìn cái bánh xe này vẫn còn xoay ngon luôn. Thế này à, đi hơi bị ác đấy. Chuẩn bị nhá. Anh Nhím bảo cho đi tắm mà chả thấy cho gì cả. Rồi đụng mãi rồi. Nani? Thì đang được tắm nắng đây còn gì nữa đấy. Người ta tắm nắng là người ta nằm ra nắng này này, cho phơi nắng đi cho người nó đen đen đi thì gọi là tắm nắng đây. Em không thích tắm nắng à? Nắng cái gì mà nắng, nắng đen hết cả người tớ rồi đây này. Tớ không thích tắm nắng đâu. Thế các cậu có thích đi tắm không? Có. Tớ dẫn các cậu tới một chỗ này tắm hơi bị thích luôn. Đi đây này, mình sẽ tắm ở trong cái bồn này này, thích không? Ô, tớ tưởng phải là đi bể bơi hay đi biển chứ. Sẽ tắm trong các cái bồn đá này á. Bồn đá này bé tị tì tì như thế này, liệu có ngồi được không? Em thì ngồi được đấy. Ngồi được mà. Để tớ vặn cái nút này ra là nước nó sẽ chảy ra từ cái cột này đấy. Thấy chưa, thấy chưa? Đúng rồi đấy, cậu vẫn bọn tớ đi đâu đấy này. Tớ tưởng nước nó phải màu xanh da trời chứ. Các cậu không biết gì cả. Cái này ấy, người ta gọi là tắm bùn. Cậu hiểu chưa? Tắm bùn này nó tốt cho sức khỏe lắm đây. Ui dồi ôi. Đây, nhìn thấy chưa? Để tớ thử ngồi xuống nhé. Ui trời, nóng quá các cậu ơi. Nhưng mà ngồi nước nóng đi. Nó bấm một tí thôi. Ui, quần áo bẩn hết rồi. Cam ơi, vào đây tắm tráng đi nào. Ở đây có mấy cái cột nước tắm thích lắm. Ui, nó phun lên này. Chạy 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 đi. Em không biết đâu. Em sợ quần nước này là bắn lên mặt em đi. Ui dồi ôi, không tắm thì người tán bùn thôi. Ra đây anh bế vào nào. Không tắm này, bế lên luôn. Nào, vào đây, vào đây. Yeah, thích chưa, thích chưa. Đấy, thích chưa. Em Cam đã không thích rồi, cậu định bắt em đi vào
vào đấy, bây giờ em đi khóc nghè rồi đây này. Thôi thôi được rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Đi ra chỗ khác, anh bù cho trò chơi khác. Em Cam ơi, đừng tắm ở đấy. Ở đây có vòi nước nhỏ hơn này, phù hợp với em Cam hơn đấy. Vào đây Cam ơi, chọn cái xe này này. Xe này màu vàng, hợp với màu áo của anh em mình đấy. Mà lại còn có đầu một con gì các bạn nhà mình có biết không? Con mèo, hai cái tai nhọn nhọn đây này. Nhưng mà đi thế nào không nhỉ? Đầu đấy. Tiên các cậu phải thắt dây an toàn đã. Cam chui vào đây đấy. Anh cũng chui vào một cái dây. Cái này á, để bảo vệ mình khi mà mình đâm ý, mình không bị văng ra ngoài đấy. Chuẩn bị đi thôi. Sẵn sàng chưa em Cam? Bắt đầu nào. Ui, vướng rồi. Cậu đi kiểu gì thế? Cứ đâm vào người khác vậy. Đấy, phải đi như thế này này. Đấy, đây, đây. Tớ đang lặng lách để tránh đâm vào các cái xe khác đây. Đi trò này thích nhỉ. Dín, dín, dín. Ui, lại đâm vào tường rồi. Cậu có biết lái xe không đấy nhím? Đi toàn đâm vậy. Cái xe này á, lái nó hơi bị khó đây. Tớ mới đang làm quen thôi. Tí nữa tớ lượn cho cậu xem. Đấy, đấy. Bây giờ đi vào trong này á, zin 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 zin. Cẩn thận mà lại đâm đấy. Em Cam sợ hết lên rồi kia kìa, cậu đi chậm thôi. Xích đu này, đẩy này, thích không Cam ơi? Lần đầu tiên á, được ngồi cái xích đu trên mặt nước như này đấy. Đừng đẩy em nặng, em sợ lắm. Chuột này, chéo lên này. Cẩn thận không ngã đấy nha. Chân em đang ướt là nó trơn lắm đấy. Nào bây giờ trượt xuống đây. Trượt đi anh đỡ rồi. Ui trời ơi, trượt chả mạnh gì cả. Em Cam phải bỏ hai tay ra thì trượt nó mới nhanh được. Nhưng mà em sợ lướt bắn vào mặt em. Ta là cá sấu đây. Cá sấu này. Ôi. Em Cam sao lại đánh đau thế? Anh làm con cá sấu. Rồi đi ra đi. Anh chỉ đùa thôi mà. Tát nước này, này thì té nước, này thì té nước này. Cam ơi, ra đây tắm này. Thầy Nam lên lên. Em tắm bên này rồi. Đấy im đây.